theo chặng đường dài này mình vấp ngã. Điều tuyệt nhất là ta sẽ đứng dậy cùng nhau. Thế giới này làm tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ yêu em nhiều gấp đôi như vậy. Đã bao giờ em thấy đây là định mệnh, mình gặp nhau khi cả hai đang còn tranh vấn. Sau này cuộc đời mình còn nhiều sóng gió, xin em hãy đi cùng anh đến tận cùng của giấc mơ. Mình gặp nhau khi cả hai